my sweet song. It's been a long time. Watch you come around here for, 'cause that old love is gone. I've since carried on, thought I was rid of you for sure. Oh, my sweet, sweet song, you don't sound so sweet no more. Please don't sing to me, 'cause it hurts me to hear the melody that was good to me before. Oh, my sweet song, you don't sound so sweet no more. Oh, you said love was forever, and you told me love would never. I believed you as I fell. That's all over, let it go. You're just a song I used to know, and your fantasy, it don't work for me. Go and pick on someone else. My sweet song, yes, I'm stuck with you, and someday I'll find the love I'm looking for. And my sweet, sweet song, it won't sound so sad more. Oh, my sweet, sweet song, I guess I'll always be yours. So sweet, you're so strong, đúng không các bạn? Mời bạn đứng nè. Các bạn có thể chào pháo tay cho piano Ryan Phạm à. Vâng, và sau đây ạ, xin mời ý kiến của ban giám khảo ạ, mời chị Đinh Hương ạ. Đầu tiên hết, em cho chị xin một chút xíu nhạc Việt, được không? Trước khi chị nói cái ý kiến của chị. Dạ, bây giờ. Yes. Vâng, và thí sinh. Ok. bài bỗng nhiên muốn khóc mà khóc hay là khóc á? Mình cũng không nhớ nữa. Bài gì? Mọi người có nhớ mà bỗng nhiên muốn khóc hát sao mới vô? Các bạn có nhớ mà có ai có thể hát với mình hát bài đó không ạ? Đã có lúc thì mình bạn có nhớ bài hát không ạ? Dạ không. Bạn có thể thay từ bằng bài khác hát. Anh Ryan bậy. Chị Đinh Hương challenge bạn quá. Đêm trong kia em để dừng lại tay em mong bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay qua đi thật rồi cơn mưa ấy bên mang chuyện buồn riêng em thôi bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay. Em hát sai lời. Rồi chị cảm ơn Kim Chi. Em có một giọng ca quý, rất quý nhá. Từ tiếng Việt qua tiếng Anh, nếu chị nhắm mắt lại chị không nghĩ đó là một người Việt đang hát nhạc ngoại quốc. Tiếng Việt của em cái giọng đó toát ra một cái nét quý như vậy. Tuy là cái phát âm nó chưa có chuẩn lắm nhưng mà điều đó không có sao hết. Tại vì cái chất giọng là cái điều cần thiết để chứng minh cái cô ca sĩ đó đứng ở cái level nào. Chị chúc mừng em. Cảm ơn chị. Xin mời ban giám khảo Hùng ạ. Anh chỉ xin nói một câu là em đã thu hút anh từ đầu cho tới cuối. Cảm ơn ạ. Dạ. Chị cũng không có gì để nói ngoài chúc mừng em. Phần trình diễn làm quá tuyệt vời, chị cũng bị thu hút từ đầu tới cuối. Xin cảm ơn tiết mục của bạn Kim Chi đã gây ấn tượng tới toàn ban giám khảo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Là giải quan trọng nhất. Các bạn đã là ai ạ?